Cái gì đây? Mày cầm chảo mày định vụt tao à? Mất dậy này. Hỗn láo mất dậy này. Để chết con mẹ rồi nghe mày này. Vợ mẹ cu này. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop app chính thức của Sỹ Kẹo. Shop Sỹ Kẹo.vn uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng arc siêu VIP, lật hình trúng thưởng quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Yo anh em, Kelly Free Fire nhưng lại rất GTA, được chưa ạ? Đây, hôm qua tôi kiểu cay cú với lại con phục vụ quán bar đấy. Thật sự chỉ vì mình đi xe đạp với lại mặc cái bộ quần áo bẩn bẩn thế này, thế mà nó lại không kiểu, nó không mang rượu ra cho mình. Nên là hôm nay tôi lấy con xe, siêu xe này, được chưa ạ? Hôm nay tôi đến tôi săn phẳng cái quán bar đấy luôn nhá. Tuyên bố là nó dám trêu chị đại đây là không ổn đấy. Cả cái thành phố ấy tôi quản lý mà lại đấy. Thằng nào dám láo cái là cho nó lên thớt ngày, ngày mà không phải nói nhiều. Nhưng mà hình như là ôi tôi quên đường. Mẹ mình đi đứng không nhìn đường, nó lại còn píp còi mình nữa anh em. Bố lao này. Nhưng mà tôi đang bận việc nên là ngày hôm nay tôi đến thẳng quán bar luôn, không gây sự mấy cái thằng mày mù à, đi đứng kiểu đấy à. Rồi nhau ok, cái quán bar bẩn bẩn đấy. Mẹ áo hôm qua vào nó dám không lôi rượu cho tôi uống không ạ? Được rồi, hôm nay nhá, Kelly tôi sẽ san phẳng cái quán bar này được chưa ạ? Cầm sẵn súng ống đạn dược rồi. Hôm nay chúng mày chết với chị nhá. Đâu rồi? Con phục vụ hôm qua đâu? Mày không phục vụ tao này. Làm sao? Tao san phẳng luôn, bảo vệ. Chúng mày thích bắn tao không? Có thằng này nữa. Mày này, bắn nổ con mẹ luôn cả quán này. Làm sao? Hãy ngứa. Sao nhá? Để tôi san phẳng luôn cả quán bar rồi. Thế mẹ nào nó gọi cảnh sát à? Bọn này láo thật, chúng nó xài chuông báo động. Cảnh sát này, không ai có thể ngăn cản được Kelly, hiểu không? Quán bar này, san phẳng này, ok chưa? Lại cái méo gì đấy? À thì ra mày lựa chọn cái chết này. Xong chưa? Ui mẹ anh em ơi, thế tôi bắn bọn cảnh sát bây giờ chúng nó lùa tôi kinh quá anh em, phải chạy thôi. Tôi thề với anh em là từ nãy đến giờ tôi chạy 20 cây số rồi mà bọn cảnh sát nó vẫn lùa này. Cay cú thật. Nào hội chị em đâu? Út thế méo nào? Cái bọn này. Úi dồi ôi, tôi gọi hội chị em ra mà sao? Mía nuôi cái bọn này tốn cơm. Này con kia, tao bảo mày lôi xe ra đón tao này. Hỗn láo này. Đậu xanh, tôi bảo nó lôi xe ra chở tôi, đậu xanh nó lại cứ ngồi trên xe. Gì nữa đây? Mẹ bảo rồi tránh đường không tránh, người ta bảo mới tập học lái xe mà lại. Ok chưa? Thế bây giờ làm sao? Ui, mẹ ơi đông vãi, cho nó huy động cả máy bay à? Có phải mày gọi máy bay đúng không? Làm sao? Mày tưởng mày cầm súng mày ngon à? Tao nhá là tao mặc full giáp ba mũ ba rồi. Mày tưởng là mày chơi lại chị được à? Hỗn láo mất dậy này, cũng nạn anh em ạ. Thôi chạy anh em ơi, chạy. Ui anh, ui từ. Mẹ thế là tôi bị mấy anh cảnh sát bắt vào đồn rồi. Vâng, thì đây là cái ngày mà tôi được thả ra tù sau chuỗi ngày tăm tối, và thật sự là tôi vẫn cay mấy cái bọn cảnh sát bắt tôi. Hôm nay tôi quyết tâm, tôi phải đập tan cái đội cảnh sát này. Này nhá. Này, hôm nọ thằng nào nhốt tao vào tù hả? À, có phải là cái thằng đang sửa khóa này không? Hả? Hay là cái thằng trong này? Mẹ, trông mặt thằng nào cũng như nhau, tôi chả biết thằng nào ấy có cái giáp này. Thank you. Cái thằng này ngáo ngơ này, còn má em ngáo ngơ này. Cái gì đấy? Mày cầm chảo mày định vụt tao à? Mất dậy này. Hỗn láo mất dậy này. Để chết con mẹ rồi nghe mày này. Vợ mẹ cu này. Ui mẹ, thật ra tôi nhìn nó vỡ mẹ cu tội xót lắm. Cái thằng này, mày làm gì đấy? Bỏ chảo xuống. Hỗn láo này. Lại được thằng này nữa. Chúng mày là anh em sinh đôi với nhau cả, thằng nào cũng giống nhau này. Bây giờ mày thích làm sao? Hả? Tao lại ngại mày quá. Đồng thế. Ui mẹ ơi, cho nó lôi hội đồng, cho nó đánh tôi này. Mày đánh hội đồng tao à? Tao dầm mắm chúng mày này. Ui mẹ ơi, bọn này đánh kinh phết này. Thằng này, mày làm sao? Mày sợ chưa? Tên méo nào, phòng này dùng chảo lại có thằng cầm súng này. Thằng này phạm luật này, mày phạm luật này. Đã bảo rồi phòng chỉ dùng chảo lại còn dùng súng này. Hỗn này. Rồi nhá, ở dưới này có một cái lối đi này. Tôi xem là dưới này có cái gì nhá. Ô, ngục giam à? Ô, hello, chào những người anh em. Lâu lắm mới gặp. Uầy, còn mẹ mày đang nói chuyện với những người anh em. Ô, chết rồi. Tôi quên là cái thằng áo vàng kia nó bị bệnh tim. Này 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 này, tao đang nói chuyện với những người anh em. Chúng mày lại làm gì ở đây? Ô, chết mẹ rồi. Thế nào rồi? Hai đứa này lại chết chùm à? Ô bà ơi, cháu sẽ cứu bà ra, cháu sẽ phá ngục. Ô mà hình như là tôi đập hai cái xác. Ô anh chị em xin lỗi, kiểu game nó bị ngu ấy. Tôi phá ngục không được. Cày thế nhở? Cái bọn này. Láo này. Mẹ bảo đưa chìa khóa thì không đưa, tôi cứu bà già. Thôi anh em ạ, đói quá rồi đi làm bát mì nhở. Ôi chết mẹ ôi, cảnh sát hối gì ở ngoài sẵn hồi, chạy nhanh anh em ơi. Ui, cái thằng taxi kia, mày nhớ mặt bố mày nhá, Ui mẹ ôi, đông cảnh sát quá anh em ạ. Kiểu tôi bây giờ phạm tội quá cao. Ui mẹ, cảnh sát tí nó đâm. Anh ơi, mấy anh ơi đừng đâm em biết lỗi rồi, em sợ rồi mấy anh ơi. Tôi quyết định là tôi ăn trộm luôn xe tăng của cảnh sát anh em ạ, đi cho nó máu. Đấy, quả xe này thì nó lại chắc chắn vãi cả trưởng. Mấy ông kia xe tuổi gì lùa tôi. Ui, tránh đường xe tăng rồi. Nhanh tránh đường xe tăng tuột xích ấy không phanh được. Ui, mẹ bọn này. Bao tránh đường, không tránh đường gì cả. Tránh đường nhá. Lần đầu lái xe tăng nhá. Bọn này láo nhỉ. Chẳng qua là xe tăng này không có nút bắn thôi anh em, không tôi bắn nổ hết tất cả luôn. Dăm ba bọn dầm dơm này. Ui cái con. Đã bảo là xe tăng tuột xích rồi nên chúng nó lại cứ dàn hàng ra thế thì chị. Tránh đường. Tôi méo nào, cái cột nó lại đâm vào tôi. Mấy cái cột này không có mắt à? Mà chúng nó làm gì có mắt đâu. Ui mẹ ôi, cảnh sát nó truy đuổi kinh quá anh em. Xe tăng nó chắc chắn nhưng mà nó chạy chậm vãi chưởng à. Này, mẹ dừng đèn quần que gì tầm này. Nó đang chạy trốn cảnh sát dừng đèn. Ôi hình như mọi người ơi, ở đây có một cái siêu thị này. Tôi mua tạm cái gì ăn đã, xong rồi kiểu chạy trốn sau. Ô mấy anh ơi, em đói. Tạm dừng. Em mua tí đồ ăn mấy anh ơi. Ui chạy nhanh. Ui cảnh sát. Ui anh ơi, đừng anh. Em đói. Nghỉ tí, nghỉ giải lao. Ôi trong này mấy em tiếp viên lại xinh tươi quá nhở. Ui rồi đi giày cao gót cơ à. Thế bây giờ nhá, tôi xem ở cái tiệm này có cái gì ăn không. Ồ, cái này là mì gói à. Tôi cũng được. Bây giờ có gì ăn nấy không đòi hỏi. Này chủ quán này, bán cho gói mì nhá. Mà ở đây có sữa này. Mà này, hôm nay không có tiền trả đâu, ghi sổ nợ đi. Cảm ơn nhá. Ôi mẹ ơi, mấy anh ơi, từ từ, mấy anh ơi, xong mấy anh cầm súng thì dính em sẵn đây này. Chạy nhanh không toang anh em ạ. Ôi mẹ ơi, mấy anh ấy đùa tôi không ạ. Ui, ở đây anh nào nữa này. Ui, từ từ, mình phải lên trên anh em ạ. Ui, thằng này chùi đâu ra đấy. Vãi cả trưởng, đơm cút rồi. Nhảy. Ui mẹ ơi, sợ quá. Mấy anh cảnh sát lùa kinh vãi cả trưởng ra cậu. Ui anh ơi. Em cầm tay không em chạy mà sao mấy anh bắn em kinh thế. Em biết lỗi rồi mà. Trời ơi, ui mấy anh ơi. Mấy anh lùa em từ từ, em sợ. Khổ quá. Thế là tôi đã có quy định sáng suốt nhất cuộc đời mình anh em ạ. Lên mẹ máy bay xem là mấy ông lùa tôi kiểu gì. Thế này phải vui không. Mẹ mấy ông kia nó cứ cầm súng lục nó bắn trực thăng. Chúng mày mỗi đốt inox cả. Cầm AK mà bắn em ơi. Mày cầm súng lục bắn trực thăng chịu anh em ạ. Ở trên cao này ấy, cứ như được tiên cảnh đấy các bạn. Không có khói bụi của thành phố này. Ui rồi sung sướng nhờ anh em ạ. Ngắm trời xanh mây trắng. Mà em là yêu nắng hay là em lại yêu anh được chưa ạ. Tôi lần đầu lái trực thăng mà công nhận ngon phết nhở. Cơ bản là có nghề rồi anh em ạ. Tôi là con gái của tỷ phú cơ mà. Đấy, Kelly của anh em nó phải như vậy chứ. Rồi nhá, kiếm chỗ nào dừng tạm đi anh em. Lúc nãy tôi mua mì ăn liền nhưng mà chưa kịp pha, chưa kịp ăn. Đây là phải đi trốn cảnh sát anh em, khổ vãi trưởng ra. Đấy, chuẩn bị bắc bếp ra để ăn là út mẹ ơi. Đã bảo đang đói rồi thế méo nào. Nó lại điều cá trực thăng lên nó săn tôi anh em ạ. Được rồi. Thì ra chúng mày chọn cái chết đúng không nào. Một viên M79. Toang mẹ máy bay.